Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của shop kẹo chì Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng hay trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Thì, trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em. Nhà em thì kẹo và cành bên nhà em là 100% là không kiểm. Anh em cảm thấy tin tưởng em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Hàng em quay sao em gửi hàng cho em như vậy chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu, đảm bảo đúng hàng, đúng mẫu mã, chuẩn size luôn cho anh em. Đấy, tâm sự thật với anh em như thế. Thì hôm nay cũng vừa rồi cũng có một ít cành PCP em thanh lý. Nói chung là hàng này thì nói thật ra là lắp ráp vào để em test kẹo thôi. Thì test kẹo mỗi một bộ khuôn thì một cái cành thì em test đấy. Thế nhưng mà để trong kho bây giờ nhìn mình nhìn thấy nhiều quá những cái cành như thế này thì mình để thanh lý cho anh em. Giá rất chi là rẻ. Từ 500 đến 700 nghìn một cái. Đấy, từ 500 đến 700 nghìn một cái. Thì những anh em nào mà quan tâm cái sản phẩm này thì anh em cứ alo trực tiếp với shop qua hai số điện thoại trên màn hình này. Thì cành này thì tất cả là mình đã cho là cành đã qua sử dụng đi. Đấy, tại vì mỗi một cái cành này là em test một hộp kẹo là tầm 3 lạng 3. Thì cảm thấy kẹo mà cành ổn là thôi không test nữa và mình tháo ra mình để vào và mình soi khương thì mình tất cả soi khương sáng, không có một lỗi vết lỗi gì cả. Đấy. Cái này thì giá mình cũng nói luôn trong clip rồi, giá là từ 500.000 đến 700.000. Thì anh em bỏ ra 1 2 phút xem hết video, em sẽ giới thiệu chi tiết từng loại một cho anh em để anh em nhìn và cảm nhận. Đấy, cành và kẹo nhé anh em nhé. Còn cái cành này thì anh em lưu ý giúp mình là cành này thì anh em phải cọc trách nhiệm, còn nếu không cọc em sẽ không gửi hàng. Đấy, phải cọc trách nhiệm. Nếu không cọc trách nhiệm là em sẽ không gửi hàng. Đấy, tâm sự thật với anh em như vậy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu trực tiếp cho anh em về cái cành thanh lý rơi vào tầm 7 cái cành mới inch và 7 cành mới inch và 7 cái cành 14 inch 14 inch. Đấy, anh em nhúp được cái nào nhúp. Giá thì cái cành mới inch đây, mình quay thực tế cho anh em. Đấy. Đây anh em nhìn, đây là khương nhé. Đấy. Anh em nhìn khương là biết đấy, tất cả thì nó đã bắt lốt, có lốt bắt chân ốc rồi, một hơn chục cái này là bắt chân ốc hết rồi anh em ạ. Có lốt bắt chân ốc chứ không phải hàng mới, thì thế thì mình mới bảo là thôi mình bán với giá thanh lý cho anh em đấy. Còn cái này thì không một có một cái mình đây mình soi trực cận cảnh cho anh em khương đấy, cho anh em trải nghiệm. Thì cái cành mới này thì anh em bán với giá là 500k cành mới này. Giá là 500.000 anh em nhé, 500.000 bao ship bao tiền ngụy trang. Đấy. Đây, sáng thì đấy, anh em mua cành thì nên ủng hộ cho em ít kẹo nhé. Nếu mà thiện chí những anh em nào không mua cành thì có thể ủng hộ em ít kẹo. Bên nhà em vẫn bán kẹo, đây em sẽ thông qua cho anh em nhìn. Thông qua đủ cắn khương như nào. Tại vì anh em lưu ý giúp mình là cái cành này là anh em phải cọc. Đấy, nhiều anh em đặt hàng cho vui mồm rất chi là mất công bên nhà em gửi. Đấy, mất tiền ngụy trang, mất tần tật, mất nhiều thứ nên là anh em lưu ý là phải cọc. Đây anh em nhìn cắn khương rồi. Siêu đẹp luôn phải không anh em? Đấy, chất lượng loại này thì anh em cứ cảm nhận, tại vì cái cành test kẹo. Đấy, cành mới với cả 14 inch là test kẹo nên là ở trong kho nhiều nên em mới thanh lý. Đấy, anh em lưu ý giúp mình là như thế nhé. Đấy, đây là 14 inch này. 14 inch này thì bây giờ em đang thanh lý với giá là 700 nghìn. Đấy, bao ship, bao tiền ngụy trang, bao tất dần tật rồi. Cái này thì có khoảng tầm 6-7 cái. Đấy, những anh em nào mà thiện chí mua cành cũ về chế cháo, anh em liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại là 0365 365 161 và 0865 361 321 giúp em. Cảm ơn anh em xem video. Xin chào, em gặp lại.